Sau hơn 3 tháng bị giam giữ và đánh đập ngay tại Campuchia, thì bây giờ em thì luôn luôn trong cảnh kích động. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì đầu em đau như búa bổ. Và đây là một trong những hậu quả bị lừa bán sang Campuchia. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, thì phần xương sọ và phần quai hàm bị nứt nẻ và trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết xương gãy. Và đây là những gì mà em đã trải qua mỗi đêm. Cái đầu nó bị như vậy làm sao mà gì? Nè, lấy cái này dựa vô đi. Chứ để... Mai lấy thêm thuốc uống nữa. Chứ giờ vậy là trời lạnh là chết luôn á. Và tâm lý lúc nào phải sợ hết. Mà tới giờ cơm người ta đi ăn hết, ai cũng có phiếu ăn hết. Còn mình thì có bình nước lọc cái bên đó thì ra đó uống thôi, chứ bây giờ nó không phát phiếu lấy gì ai cho anh vô. À, như vậy là bạn nào mà có danh số thì sẽ được phiếu cơm. Phiếu cơm để ăn, còn không thì mình cứ ngồi tại chỗ thôi. Lâu lâu quá thì có canh mà cộng đồng muốn bay lớn như nè. Thằng ăn thằng giật chắc ra hàm răng luôn. Đừng có nói chuyện nhai, cộng đồng muốn to lắm. Thằng ăn thằng giật mà không đứt nổi á. Một lớp đất vậy nè. 46 người làm hồ ngày hôm đó là ăn cái bữa cơm đó xong là mở mắt ra là mỗi một thằng là ở một lầu. Và em... Xin chia sẻ với mọi người là Thùy sau khi mà chuột từ Campuchia về thì em đã về Việt Nam được một tháng rồi. Và bắt đầu có những cái tin vui, đó là đã tìm được việc làm, đang dần dần ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên thì sức khỏe vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đêm hôm trước thì Thùy lại lên cơn kích động một lần nữa. Vì có lẽ là cũng trải qua 3 tháng ở bên Campuchia, nó hành hạ, đánh đập, dã man, cho nên là khi mà về đây, khi mà mỗi cơn mưa chiều á là lại động kinh, nhức đầu lại và la lại. Giờ dựa cái gói vô đi, để thôi nó nhức quá rồi làm sao? Uống thuốc rồi chị đau. Đau, đau lắm, chịu không nổi nữa. Mọi người nếu mà xem lại những cái thước phim mà Thùy đêm xuống mà la lên là sẽ rất là kinh khủng. Và em vừa mới đi làm về, đây là buổi trưa và đang ăn cơm ha. Dạ. Đây là số tiền mà mấy cô chú gửi cho anh. Có cô dạ. Ngọc Mỹ ở Canada thì gửi cho em 500 đô. Dạ. Một cô ở bên Mỹ gửi cho 300 đô Mỹ và một cái chị ở quận 6 gửi cho 500 ngàn. Dạ. Thì mọi người gửi cho em với mục đích là kêu em là đi khám bệnh đi. Dạ. Khám tổng quát để xem thử trên phần não, phần mềm, phần cứng ở trên đầu nó như thế nào. Dạ. Thì tranh thủ cuối tuần hoặc là thứ 6, thứ 7 gì đó nói với ông chủ là cho nghỉ một ngày để đi đến bệnh viện để khám. Thứ hai đông lắm. Dạ. Nên đi cuối tuần cũng được ha. Dạ. Thì em có điều gì chia sẻ với mọi người không? Dạ, em cũng cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ em ở về tới Việt Nam, cái sức khỏe để lo sức khỏe cho em, và có cái công việc và cái tư tưởng nó thoải mái để mà em tiếp tục làm lại cuộc sống mới. Thì em cũng mang ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, và anh Phong và cô Tưởng đã giúp đỡ. Bây giờ là em xin việc làm là làm công việc gì? Dạ, em xin vào làm thợ cơ khí, thợ hàng. Lương sao? Dạ, lương thì thợ thì một ngày 300. Và làm thì 20, sẽ là lương một lần, thì người ta sẽ dâm lương mình là 20 ngày. À, rồi, ok. Dạ. Cũng mừng, thôi bây giờ ăn cơm đi, rồi chút nữa chạy qua xưởng cho mọi người xem công việc em để yên tâm ha. Dạ. Đặt tiền xuống rồi ăn cơm. Cái quần của ông Hoàng nè. Quần của ai? Của ông Hoàng. Của ông Hoàng. Đồ của nó em lấy bận đi làm luôn, chứ em đâu có mua đồ mới đâu. Lên lên đồ của nó em còn giữ đầy đủ hết, không thiếu cái gì em. Giữ bận đi làm luôn. Kỹ vật á. Bận đi làm luôn. Bận làm nữa gắt luôn. Nhưng mà mỗi lần em xem các cái thước phim á, em thấy mấy bạn mà được về Việt Nam, em cảm xúc như thế nào? Cũng rất là mừng vì họ thoát được cái địa ngục trần gian, nó còn hơn một cái địa ngục với âm phủ nữa. Chứ anh nghĩ một cái môi trường, anh ngồi chỉ biết anh ngồi làm lừa đảo người ta. Mình không nói chuyện, mình chỉ biết mình tập trung mình làm mà làm không ra tiền, mình không biết mình lý do vì sao mình phải bị ăn đòn. Lúc nào cũng thấp thởm hết. Và tâm lý lúc nào phải sợ hết. Mà tới giờ cơm người ta đi ăn hết, ai cũng có phiếu ăn hết. Còn mình thì có bình nước lọc cái bên đó thì ra đó uống thôi, chứ bây giờ nó không phát phiếu lấy gì ai cho anh vô.
À như vậy là bạn nào mà có danh số thì sẽ được phiếu cơm. Phiếu cơm để ăn, còn không thì mình cứ ngồi tại chỗ thôi. Không có phiếu thì bảo vệ nó không đem cho mình vô ăn cơm. Tại vì tới giờ nó sẽ đọc tên là những người có tiền doanh thu đó ngày hôm đó là nó phát cho mỗi một cái phiếu để đi ăn cơm. Còn không có thì buộc lòng anh phải ngồi đó luôn chứ đâu được gì đâu đâu ngồi xuống. Vậy thì những cái buổi trưa không được ăn cơm như thế này nè. Thì dạ. Em ngồi em cầm hơi bằng nước lã. Nước lã thôi. Và những cái bạn cũng trong căn phòng đó mà không được ăn cơm thì mọi người có nói chuyện nhau hay là có tâm sự gì không? Không dám nói chuyện nữa lời. Tại vì đã vô phòng làm việc là không có được nói chuyện với ai hay bất cứ cái gì đó. Ví dụ như anh không được có phiếu cơm, anh có tiền thì một gói hảo hảo bên đó tương đương với là một đô là 25.000 á. Là xuống dưới mua và có máy nước nóng lạnh thì chế ăn thôi. Vậy là mì gói là cái món thường xuyên nhất đặc trưng luôn. Hảo hảo một đô. Mà một đô với một gói mì thì chắc chắn là một điều là em không có tiền em ăn rồi, không có khả năng ăn rồi. Vậy thì khi mà em về Việt Nam em thèm nhất cái món gì nhất? Dạ. Lúc mà em về Việt Nam ấy, em nghĩ tới món ăn nào nhiều đầu tiên? Cơm trắng kho quẹt nước dưa leo. À. Là về đầu tiên. Cơm trắng với cái gì? Muối mì. Muối mì tôm. Muối mì tôm. Đó. Đó. Tự ở bên đó đồ ăn của Cam hầu như là ăn không được. Thứ hai nữa là có tình trạng là ăn xong bị đánh thuốc mê hết bốn mấy người. Đánh thuốc mê để làm gì? Nó chuyển người đi anh. 46 người làm hồ ngày hôm đó là ăn cái bữa cơm đó xong là mở mắt ra là mỗi một thằng là ở một lầu. Và em được đưa vô một cái lầu riêng, một cái phòng riêng. Là nó là ngay tòa 4, tòa 8, phòng 301. Còn lúc đầu á là em ở 401. Còn lúc tỉnh vậy 46 người đó là hầu như là tán giải tán phân tán hết, chả biết ở đâu hết. Em chỉ nhìn lại là em còn được em với thằng Hoàng là còn chung phòng. Còn mấy người kia là nó chuyển đi đâu hết thì không biết. Đã có tình trạng là đánh hút mơ hết 46 người giống như là một cái nhà ăn. Mình cũng cầm khay, cầm tô, mình đi ăn bình thường thôi. Thì cũng nghĩ là cơm trắng với canh thôi chứ đâu có nghĩ là thuốc men gì trong đó. Thì cũng đói quá rồi thì ăn thôi. Ăn xong là bắt đầu lâm vô, bắt đầu là mơ mơ màng màng. Giống như là mấy anh ngơ bò đợi nón không biết cái gì hết. Là bắt đầu tỉnh gì là mỗi thằng một nơi hết. Còn cái chỗ lầm hồ là em nói anh là người bị thay đổi liên tục. Nghĩa là thằng nào mà cảm thấy là nó không lao động nổi nữa, nó muốn vô lừa đảo á, là nó bóc đi. Bắt đầu nó đưa người mới vô. Thế em nói anh là cái tình trạng mà nó thay đổi người liên tục. Khổ ghê luôn á. Lầm hồ từ 2 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Nó ép mình phải làm nó ra tiền. Cho mày lầm hồ. Cho mày biết cái cảnh bóc lột thứ lao động của mày. Để mà mày phải vào làm game. Làm game, cơm, thịt cá, thuốc hút, nước ngọt uống, ăn uống đầy đủ. Còn lầm hồ cơm trắng và canh. Mà canh nó bển nó hầu như là nó chỉ là canh trứng gà thôi. Còn lâu 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 á thì có canh mà cộng rau muống bay lớn như nè. Thằng ăn thằng giật chắc ra hàm răng luôn á. Đừng có nói chuyện nhai cộng rau muống to lắm. Thằng ăn thằng giật mà không đứt nổi á. Một lớp đất vậy nè. Đã ăn. Mà ngủ á thì tối anh ngủ chung với những thằng làm game. Thì anh thấy tụi nó có điện thoại nó bấm. Nó điện thoại về người nhà. Mà hầu như những thằng đó là những thằng quản lý, những thằng tay sai của tụi Trung Quốc thôi. Chứ không phải là nhân viên nhưng mà sale như tụi em đâu. Là tụi nó ăn uống rất là ngon. Mình nhìn mình còn em bản thân em còn điện về. Lúc đó em còn điện được về cho nhà em, người vợ em nói. Nhìn tụi nó ăn mà thấy thèm luôn. Chảy nước miếng luôn mà nó có cho ăn đâu ăn. Bây giờ cho ăn đi nữa cũng không dám mà nuốt nữa. Vì khi mà ăn vô đồ ăn của nó là nó tính thêm tiền. Tại vì một bữa cơm như vậy là 7 đô. Khi mà phát phiếu là ngày hôm đó, ví dụ như anh đã lừa được 10 triệu đi, thì anh sẽ có một phiếu cơm. Một ngày anh lừa được 30 triệu là anh sẽ có bữa cơm kế tiếp. Một ngày tới giờ, tới tầm khoảng 11 giờ khuya anh lừa được tổng doanh số là 5 vạn. 5 vạn? 5 vạn là tương đương với là 50 triệu. Là anh sẽ có một bữa cơm tối nữa là một cái trứng gà và một trái bắp và một chén cháo trắng. Còn nếu mà anh không tới giờ đó, anh không có đủ doanh số á, thì khỏi ăn luôn. Tại vì cái tình trạng mà không cho ăn á, không phải là riêng một mình. Nếu mà một mình bản thân em á, thì nó hơi buồn tí. Nhưng mà nhiều người nên đâm ra ngồi nhìn nhau cười trừ cũng đỡ buồn. Nhiều người lắm. Nhưng mà uống nước vậy sao chịu nổi ta? Uống nước một lần, hai lần, một ngày, hai ngày thôi chứ. Nó thường xuyên như vậy bao tử nó sao chịu nổi. Vậy chứ lúc mà em liên lạc với anh á, với chị My á, em 6 ngày bị bỏ đói rồi sao? Và em mỗi lần em uống nước với câu chuyện nha, tới nhẹ xíu là đi đại tiện ấy, thì sao? Đại tiện lúc mà em bị nhốt trong cái phòng riêng biệt cách ly á,
thì vẫn có toilet đồ này kia cho mình, vẫn đi đại tiện đồ này kia, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà có điều là không được đi lâu ngoài hành lang thôi. Nhưng mà không có gì bỏ bụng thì làm sao có chất thải? Thì phải chịu thôi chứ giờ nó không cho ăn rồi giờ sao, giờ không có phiếu. Bây giờ anh có thể đi được trong khuyên viên đó nhưng mà không muốn xuống nhà, anh phải có cái phiếu ăn để anh ăn. Có khi nào quản lý thấy tội quá hả, cho gì ném cái gì đó cho mình ăn đỡ? Dạ có chà vài cây roi điện chứ không có gì để cho mình ăn đâu. Còn xuống canteen anh cứ rớ đến một gói mì mà rẻ nhất của đó là 3 miền thôi, là 5 ria hay một, nói chung là 5 tờ giấy màu xanh xanh của tiền. 5 ria là 20 ba gần 30 ngàn rồi. 4 ria là 1 đô, 2 ngàn rưỡi, là 5 cái tờ giấy màu đỏ đỏ mà để là 100 á. 5 ngàn ria, 500 á, 500 á, 500 là 2 ngàn rưỡi, là 5 tờ đó, 4 tờ đó là mới được một gói 3 miền thôi. Còn một gói hảo hảo là cứ 1 đô, cứ tờ 1 đô. Mà anh giờ vô vòng vòng đứng nhìn nhìn xớ rớ, tưởng mình ăn cắp ăn trộm. Một bữa cơm thịt bò là 8 đô. 8 đô. 180 ngàn. Còn mà cơm thịt gà bình dân của mình như Việt Nam mình 25 ngàn một dĩa thôi. Mà cái miếng đùi gà em tưởng đâu là thịt có cái đùi con cút chút xíu à. Mà nó đã 5 đô rồi. Còn cơm thịt luộc, cái miếng thịt mà phải nói là thịt mà nhìn mà xiên thấu như tờ giấy vậy. Những ngày mà anh ở bên Chinatown thấy là có xe chở bia này, có quán bar này, có quán rượu này, có nhà hàng ở trong đó, thì những cái bạn làm được việc có được phép đi vào các cái khu đó để ăn uống không? Dạ được. Được. Đó là chỉ là những người quản lý và tổ trưởng làm HR sẽ được đi những điểm đó. Mà được ăn chơi thoải mái. Được ăn chơi thoải mái trong khuôn viên đó. Và nó có một cái khu đó là em đã chụp cái biển số điện thoại rồi đó, là khu hút chích xì ke các kiểu. Và ở bên đây, ở bên những khu Chinatown và kể cả Kim Sa, Venus, nó có một cái đặc trưng như nè, là khi mà nó biết mình nghiện ma túy, có sử dụng chất ma túy, nó sẵn sàng nó cung cấp ma túy cho mình chơi luôn. Sẵn sàng cung cấp ma túy cho mình chơi luôn. Và cái chỗ em làm là nó cung cấp luôn anh, nó bán luôn. Và bán trong khu luôn, mọi lúc mọi nơi, dù mình tới giờ tới cử là nó sẽ có người đem lên, với điều kiện là phải ra tiền cho nó, là muốn gì cũng được. Không có tiền thì anh lên cơn hay là anh giật anh co gì đó thì chích cho anh tỉnh, mà không nó quýnh cho anh bất tỉnh nữa, đưa xuống dưới tiếp. Rồi bắt đầu anh tỉnh là bắt đầu lên làm, anh làm không được thì bắt đầu lại quýnh tiếp. Cái chuyện đó là rất bình thường với những con nghiện bên đó. Có những anh là phải nói là đầu gấu mà giang hồ cạm luôn á. Nó quýnh mà lúc đầu là anh em chứ lúc sau là cháu với chú với bác không, chứ không dám nói cái chuyện tới cái chuyện mà anh lớn hay là giang hồ gì ở Việt Nam không cần biết. Qua bển là nó quýnh là đen hình luôn. Cái người xăm từ tay đến chân mà em nói anh, nó quýnh mà cái hình xăm không ra hình xăm luôn, không biết ra hình gì nữa. Quýnh ghê lắm. Kinh khủng quá. Tại vì cái khu Chinatown này á, là nó gồm có 2 khu, khu 18 và khu 21. Cái chỗ mà anh rước hàng chí là khu 21. Đặc trị của nó là khu 18. Và Chinatown Line á, là nó chỉ là làm về bên app gọi là tài xỉu và cái app là sổ số thôi. Còn mà nói về những app như Tiki, Lazada hay là Target là nó sẽ về Chinatown hết. Là nơi Chinatown này nó là thập cẩm. Là tại sao nó là thập cẩm? Tất cả các nơi ở Campuchia, từ ở Venus, Kim Sa hay là Balagot đều chuyển về Chinatown hết, là nơi đỉnh điểm cuối cùng. Khi mà cái nơi đó sẽ sàng lọc anh lần cuối nữa, là khai thác, là tận dụng mình là một lần cuối cùng nữa. Mày ở bên kia là mày làm về tài xỉu đúng không? Qua đây dẫn cho mày tiếp tục làm app đó tiếp để kiếm tiền tiếp. Không làm được nữa là ra định luôn, ra đảo. Tại vì từ Chinatown chị nhìn là thấy cái còm rồi. Cái còm nó giống như là cái đầu người, như cái nón chụp lên là chị thấy cái còm. Mà cái đảo của nó, chị nhìn lên trên đó là không có cây, chỉ có những tòa nhà có ốc thôi. Ở đó sóng điện thoại không có. Vẫn có sóng nhưng mà không ai cho anh xài bất cứ một cái gì hết đó. Coi như là làm cứ biết giống như con vật vậy, làm lao động như con trâu vậy á, suốt vậy thôi. Chỉ biết cày rồi kiếm tiền thôi. Còn mà cái vấn đề mà được chuột người từ Vịnh Thái Lan về hay không á, cái đó là còn một cái vấn đề rất là nan giải. Hầu như là chưa có ai mà từ cái hòn đảo của Chinatown mà liên lạc về đất liền được hết. Hầu như chưa có. Một khi đó liên lạc về là gia đình hay người đó phải xác định là phải có tiền sẵn và đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Khi mà điện về, tại vì một cái chiếc tàu mà đưa người từ ngoài đảo vào đất liền thì đâu phải là cái chuyện đơn giản. Tức là đưa mình vào đất liền rồi là phải có tiền. Là số tiền chuột thì không phải là cái giá mà 5 ngàn hay 10 ngàn đâu.
Tại vì từ ở đất liền nó bán ra đã giá 10.000 rồi. Khiếp quá. Từ đất liền ra là đã giá 10.000 rồi. Như có một bạn ở đây nè, cũng ngoài đảo vô nè, gia đình chuột là 376 triệu, là em còn lưu lại đây luôn nè. Bây giờ tất cả các giá tiền chuột đều đẩy rất là cao, không còn 2.500, 3.000 nữa, không còn 5.000 nữa, 10.000, bây giờ là 10.000. Từ từ còn lên nữa, tại vì cái đỉnh điểm nó ở ngoài đảo nó thu mua một người là 10.000 rồi. Không có nhân sự, không muốn chuột người, cần có người giữ lại người để làm việc. Mà bây giờ nó bán là đảo một người đã 10.000 rồi. Bây giờ cho chuột cái giá 10.000 để mà nó còn đưa người qua lại được nữa. Nên cái vấn đề ra đảo nó sẽ giảm lại. Nhưng mà khi mà cái hoàn cảnh mình không còn rồi á, không có khả năng rồi á, thì phải bấm bụng ra đảo thôi. Và cái em này, cái bạn này ra đảo rồi đã bán trái thận mà mất tiền rồi đó. Là hôm bữa em có nói với anh rồi, đã về rồi. Là lúc đầu gia đình phải chuyển trước là 200 triệu. Khi vào đất liền mới chuyển 170 triệu nữa. Rồi bạn này hiện tại là đang ở Bình Dương đây, Thuận An, Thuận Giao đây. Mất 300 mấy chục triệu và mất một quả thận luôn. Mất một quả thận luôn. Coi như là mất gần 600-700 triệu luôn rồi. 300. Quả thận 300 mấy triệu rồi. 400 triệu. Mà bán tại ngoài Vịnh Thái Lan, ngoài đảo á. Nhưng mà gần đây á, rất là nhiều người bị lừa qua Campuchia, ba hình thức nha. Một là vụ đi làm ở Tây Ninh. Đúng rồi, nói Tây Ninh rồi ta đưa bên kia luôn. Rồi đánh thuốc mê. Tới Tây Ninh rồi ngủ ở một đâu đó, rồi tối rủ đi ăn. Và bỏ thuốc mê là ngày sau ngủ dậy Campuchia. Hình thức thứ hai là đưa về Long An, đưa về Long An đi làm, cũng ngủ, bỏ thuốc mê. Hình thức thứ ba đó là bán thận. Và đấy, xuất hiện thêm một hình thức nữa. Campuchia bán nó có đâu, trên đó chú chỉ trên đó vô bệnh viện không có, đâu có, ai đâu mà. Và gần đây xuất hiện thêm một hình thức nữa đó là vụ đi đánh bắt cá. Đúng rồi, đánh bắt cá đi ghe tàu. Có nghĩa là ở An Giang, Rạch Giá, Kiên Giang. Không có Cà Mau chị, cái này nó đi đường của Kiên Giang, An Giang. Hà Tiên á. Hà Tiên. Thì em có liên lạc với người này rồi. Thì cái tình trạng của anh Nguyễn Xuân Được mà anh Phong mới nói là cú trên một cái tàu cá đúng không anh? Cái tình trạng đó là trên tàu cá đúng không? Anh Nguyễn Xuân Được bị bán sang Campuchia là đi đường biển. Đúng rồi. Đây, em mới đưa ra bằng chứng nhanh thì ở đây là cái vấn đề này là nó nói là gánh bắt gần Vịnh Thái Lan. Là sát ở bên Campuchia rồi, Vịnh Thái Lan là sát Campuchia rồi. Đây ghe tàu miền Tây đây. Đây số điện thoại và có luôn. Đen hát rồi hả? Là bán hình thức là nó là đi đánh bắt cá vậy. Đúng rồi. Để chia tiền bạc lại. Đúng rồi. Đi luôn. Và cái người này, em vô tình em biết được người này là có một người bạn em hiện tại là bị chiếc chủ ghe này bán sang Cam rồi. Mà nó không phải bán vào đất liền. Nó bán ngoài đảo. Thấy chi mà nó bán vào đất liền như Sihanouk hay là bên Balagos hay là Venice, nó cũng đỡ cho mình đi. Này đưa thẳng ra đảo luôn, trực tiếp luôn. Một người nó khi mà nó chia trung gian như vậy là nó sẽ được hơn từ 7.000 đến 8.000 trực tiếp. Thì cái tình trạng Nguyễn Xuân Được thì nó gần giống như vậy rồi đó. Mọi người vẫn hoang mang, vẫn hoang mang là không biết tại sao Nguyễn Xuân Được là đi bắt cá mà đi đường biển. Thì cái vấn đề này đó là nó sẽ nói với mình đó là đi lên tàu đi theo cá thì sẽ làm ví dụ như một chuyến như đó lời bao nhiêu sẽ chia đều phần trăm cho mỗi người, sẽ chia lời cho phần trăm cho mỗi người trên một chuyến tàu cánh cá như vậy, và một tháng sẽ vào bờ một lần. Nhưng mà không có đâu, không kịp mà một tháng vào bờ một lần đâu, đi là mất luôn á. Bây giờ cái tình trạng này là đã có một cái hình thức mới nữa rồi, là nó không đi đường biên nữa và hình thức là đánh bắt cá tàu. Tội quá, mấy người mà đi lên thành phố lớn mà đi kiếm việc làm ấy, thứ nhất là phải kiếm cái chỗ công ty làm cho nó đàng hoàng, chứ còn đi làm mông lung như vậy là mất tích. Vừa rồi có một cái trường hợp ở Hà Nội, ngoài Bắc, anh này bị một cái cô gái ở Long An dụ dỗ đi vào Long An, sau đó là bị đánh thuốc mê qua Campuchia luôn. Và hai nữa là cái tình trạng mới này nè, là những người đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc thường thường thì sẽ đi đường núi mèo mông lung và bị đánh thuốc mê, nó sẽ đưa ngược lại ra Campuchia qua đường Lào. Là những người như vậy là thường thường đa số là người Trung Quốc trực tiếp chuyển người đi qua hình thức sau là xuất khẩu lao động. Bán qua Campuchia thì đi về lại phía bên Vịnh Thái Lan, bên biên giới Tam Giác Vàng á. Đúng rồi, bên đường Lào anh. Đi đường sông Mekong á. Anh biết chỗ đó. Là cái thằng để em luôn, để em liên lạc với cái thằng bạn em ở người ở Sơn La.
là nó nói cái hành trình nó đi từ ở ngoài Bắc là đăng ký xuất khẩu lao động sang Trung Quốc với hình thức là đi chui, đi đường lưỡi mèo. Nhưng mà khi cái đoàn nó đi á thì không tới đi qua Trung Quốc, mà khi vậy thì lại là nằm ở bên Lào. Xuất khẩu lao động là phải đi đường bay chứ không bao giờ mình đi đường đó được. Và phía sau lưng của mọi người là công ty cơ khí của nơi Thùy đang làm. Thì em đã làm được hơn một tuần rồi. Mỗi ngày trung bình là tiền công em là 300 ngàn đúng không? Dạ. Về Việt Nam thì được ăn uống nè, rồi được có công ăn việc làm. Bây giờ cuộc sống em như thế nào? Đánh giá lại cho cô bác anh chị. Dạ, cuộc sống của em bây giờ rất là ổn định. Và có thu nhập với tài chính cũng ổn định, rất là khỏe. Vì có công việc mới và có công việc ở tại Việt Nam này, mình làm lại cuộc đời. Chứ không phải là như những ngày tháng ở Campuchia nữa. Có một cái bất ổn đối với em đó là sức khỏe thôi đúng không? Dạ. Thì cái món quà mà khi nãy mấy cô chú anh chị gửi á, dạ, thì anh cũng hy vọng rằng là em đi kiểm tra sức khỏe rồi báo, dạ, lại cho anh kết quả khám, dạ, như thế nào nha. Dạ. Thì chúc em cái cuộc sống mới ở Việt Nam nó ổn định hơn. Dạ. Và câu chuyện của em là một câu chuyện mà khi mà ai nghe cũng rùng rợn hết à. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ mình bắt đầu lại rồi, quên đi những cái ức cũ đi. Dạ. Dạ. Anh có dịp anh sẽ quay trở lại thăm em và cập nhật cái sức khỏe của em cho mọi người được rõ nha. Dạ. Rồi tới giờ làm cho mời em vào làm ha. Dạ.